Xin chào tất cả các em. Cô tên là Lê Thị Thùy Trang, giáo viên tổ vật lý công nghệ trường Trung học phổ thông Phú Bài. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho các em một số bài tập liên quan đến hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Bài tập của định luật khúc xạ ánh sáng có thể chia làm 4 loại. Loại 1, xác định góc tới, góc khúc xạ, chiết xuất của môi trường, góc lệch của hai tia. Loại 2, bài toán bóng của vật in lên đáy bề mặt của chất lỏng. Loại 3, ảnh của vật qua lượng chất phẳng. Loại 4, ảnh của vật qua bảng mặt song song. Trong đó, các em cần làm được bài tập dạng 1, dạng 2, 3, 4, các em đọc thêm. Vậy trong bài học này các em cần ghi nhớ hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xuyên góc qua mặt phân cách của hai môi trường trong suốt khác nhau. Định luật khúc xạ ánh sáng: tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng. Tia khúc xạ và tia tới nằm hai bên so với pháp tuyến. Với một cặp môi trường trong suốt nhất định thì tỷ số sin y chia sin r không đổi. Biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng viết dễ dàng: sin y chia sin r bằng n2 chia n1, hoặc n1 nhân sin y bằng n2 nhân sin r. Chiết xuất của một môi trường: chiết xuất tỷ đối của hai môi trường là hằng số trong định luật khúc xạ ánh sáng, ký hiệu là N21. Chiết xuất tuyệt đối của một môi trường là chiết xuất tỷ đối của môi trường đó so với chân không, ký hiệu là N2, N1. Mối quan hệ chiết xuất tỷ đối và chiết xuất tuyệt đối là N21 bằng N2 chia N1. Tính thuần nghịch của sự truyền ánh sáng: ánh sáng truyền đi theo con đường nào thì cũng có thể truyền ngược lại theo con đường đó. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu loại bài tập đầu tiên: xác định góc tới, góc khúc xạ, chiết xuất và góc lệch. Giả sử có hai môi trường, môi trường tới chiết xuất n tới, môi trường khúc xạ chiết xuất n khúc xạ. Ta sẽ trường hợp 1, n khúc xạ lớn hơn n tới. Chiếu một tia sáng SI đến gặp mặt phân cách của hai môi trường. Tại điểm tới Y, ta dừng pháp tuyến. Góc hợp bởi tia tới và pháp tuyến là góc tới Y. Ta có tia khúc xạ IR. Góc hợp bởi tia khúc xạ và pháp tuyến là góc khúc xạ R nhỏ. Tia phản xạ IS phẩy. Góc hợp bởi tia phản xạ và pháp tuyến là Y phẩy. Ta có Y bằng Y phẩy. Gọi alpha là góc hợp bởi tia phản xạ và tia khúc xạ. Gọi beta là góc lệch giữa tia tới và tia khúc xạ. Hình vẽ thứ hai ứng với trường hợp chiết xuất của môi trường khúc xạ nhỏ hơn chiết xuất của môi trường tới. Trường hợp này, tia khúc xạ lệch xa pháp tuyến hơn so với tia tới. Góc khúc xạ R lớn hơn góc tới Y. Theo định luật khúc xạ ánh sáng, sin Y chia sin R bằng N khúc xạ chia N tới. Hoặc việc dễ dàng đối xứng, N tới sin Y bằng N khúc xạ sin R. Tia phản xạ và tia khúc xạ hợp với nhau một góc alpha. Dựa vào hình vẽ, ta có Y phẩy cộng alpha cộng R bằng 180 độ.
hoặc y cộng alpha cộng r bằng 180 độ. Như vậy, y cộng r bằng 180 độ trừ alpha. Trường hợp tia phản xạ và tia khúc xạ vuông góc với nhau, lúc đó alpha bằng 90 độ, y cộng r bằng 180 độ trừ 90 độ bằng 90 độ. Tia khúc xạ lệch so với tia tới một góc beta. Đối với hình vẽ số 1, chiết xuất của môi trường khúc xạ lớn hơn chiết xuất của môi trường tới. Dựa vào hình vẽ số 1, ta thấy y trừ r bằng beta. Đối với hình vẽ số 2, chiết xuất của môi trường khúc xạ nhỏ hơn chiết xuất của môi trường tới. Dựa vào hình vẽ số 2, ta thấy r trừ y bằng beta. Ta cùng nhau làm ví dụ số 1. Tia sáng truyền từ không khí có chiết xuất là 1 sang môi trường nhựa trong suốt có chiết xuất 1,41. Xác định góc khúc xạ, biết góc tới là 30 độ. Ta tóm tắt về. Môi trường tới là không khí có chiết xuất là 1, góc tới 30 độ. Môi trường khúc xạ là nhựa có chiết xuất 1,41, góc khúc xạ chưa biết. Ở đây, ta áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng n tới sin y bằng n khúc xạ sin r. Ta thay số n tới bằng 1, y bằng 30 độ, n khúc xạ bằng 1,41. Dùng máy tính, ta giải ra r bằng 20,7 độ. Ta sang ví dụ số 2. Tia sáng truyền từ môi trường 1 sang môi trường 2 với góc tới 40 độ thì góc khúc xạ là 32 độ. Tính chiết xuất tỷ đối của hai môi trường. Ta cùng nhau tóm tắt đề. Môi trường tới, chiết xuất chưa biết, góc tới 40 độ. Môi trường khúc xạ, chiết xuất chưa biết, góc khúc xạ 32 độ. Tính chiết xuất tỷ đối của hai môi trường, tức là n khúc xạ chia n tới. Hay ta còn có ký hiệu là N21. Chúng ta chỉ cần dùng định luật khúc xạ ánh sáng sin y chia sin r bằng n khúc xạ chia n tới
cũng chính là chiết xuất tỷ đối của môi trường khúc xạ so với môi trường tới. Ta thay số sin y bằng sin 40, sin r bằng sin 32. Dùng máy tính, kém được kết quả 1,29. Ví dụ số 3. Tia sáng truyền từ không khí vào nước. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở mặt nước vuông góc với nhau. Nước có chiết xuất là 4/3. Hãy tính giá trị của góc tới. Ta tóm tắt đề. Môi trường tới là không khí có chiết xuất bằng 1. Góc tới y chưa biết. Môi trường khúc xạ có chiết xuất là 4/3, góc khúc xạ R chưa biết. Nhưng đề cho tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau. Lúc tia khúc xạ và tia phản xạ vuông góc với nhau, ta có y cộng r bằng 90 độ, hay là r bằng 90 độ trừ y. Sử dụng biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng, n tới sin y bằng n khúc xạ sin r. Ta thay n tới bằng 1, n khúc xạ bằng 4/3. Thay R bằng 90 độ trừ y. Ta bấm máy tính và được kết quả y bằng 36,86 độ. Ví dụ số 4. Tia sáng đi từ không khí tới gặp mặt phân cách giữa không khí và môi trường trong suốt có chiết xuất N dưới góc tới 45 độ. Góc hợp bởi tia khúc xạ và tia phản xạ là 105 độ. Hãy tính chiết xuất N. Ở đây, chiết xuất của không khí ta lấy bằng 1. Ta tóm tắt đề. Môi trường tới là không khí có chiết xuất bằng 1, góc tới 45 độ. Môi trường khúc xạ, chiết xuất ta chưa biết, góc khúc xạ ta chưa biết. Nhưng ta đã biết rằng góc hợp bởi tia khúc xạ và tia phản xạ là 105 độ. Ta có y cộng r bằng 180 độ trừ alpha. Suy ra r bằng 180 độ trừ alpha trừ y. Ta giải ra r bằng 30 độ. Sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng, n tới sin y bằng n khúc xạ sin r.
lần lượt thay n tới bằng 1, y bằng 45 độ, r bằng 30 độ. Ta giải ra n bằng căn 2. Ví dụ 5. Một tia sáng truyền từ chất lỏng ra ngoài không khí với góc tới 35 độ, thì góc lệch giữa tia tới nối dài và tia khúc xạ là 25 độ. Hãy tính chiết xuất của chất lỏng cho chiết xuất của không khí bằng 1. Ta tóm tắt đề. Môi trường tới là chất lỏng, chiết xuất chưa biết, góc tới 35 độ. Môi trường khúc xạ, chiết xuất bằng 1, góc khúc xạ chưa biết. Ta lưu ý rằng góc lệch giữa tia tới nối dài và tia khúc xạ là 25 độ. Góc lệch đó được biểu diễn bằng góc beta trên hình vẽ. Trường hợp này, ánh sáng đi từ môi trường chiết quang lớn sang môi trường chiết quang nhỏ hơn. Vì vậy, góc khúc xạ R lớn hơn góc tới Y. Dựa vào hình vẽ, ta có R trừ Y bằng beta. Thay Y bằng 35 độ, thay beta bằng 25 độ, ta có R bằng 60 độ. Sử dụng biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng, n tới sin y bằng n khúc xạ sin r. Thay y bằng 35 độ. Thay n khúc xạ bằng 1. Thay r bằng 60 độ. Ta giải ra n tới bằng 1,51. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập trắc nghiệm. Câu 1. Chọn đáp án sai. Theo định luật khúc xạ ánh sáng thì A. Tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng. B. Góc khúc xạ có thể bằng góc tới. C. Góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần. D. Góc tới có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc khúc xạ. Theo định luật khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ và tia tới nằm trong cùng một mặt phẳng. Đáp án A đúng. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ bằng 0. Đáp án B đúng. Góc khúc xạ không tỷ lệ thuận với góc tới, nên góc tới tăng bao nhiêu lần thì góc khúc xạ tăng bấy nhiêu lần. Sai. Góc tới có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc khúc xạ tùy thuộc vào chiết xuất tỷ đối của hai môi trường. Đáp án D đúng. Như vậy, câu 1 ta chọn đáp án sai là đáp án C. Câu 2, chọn câu sai. A. Chiết xuất là đại lượng không có đơn vị. B. Chiết xuất tuyệt đối của một môi trường có thể nhỏ hơn 1. C. Chiết xuất tuyệt đối của chân không bằng 1. D. Chiết xuất tỷ đối của hai môi trường có thể nhỏ hơn 1. Như ta đã biết, chiết xuất là đại lượng không có đơn vị. Chiết xuất tuyệt đối của chân không bằng 1. Chiết xuất tuyệt đối của các môi trường khác lớn hơn 1. Chiết xuất tỷ đối của hai môi trường có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 1. Như vậy, câu sai là câu
B. Chiết xuất tuyệt đối của một môi trường có thể nhỏ hơn 1. Câu 3. Chọn câu sai. Cho một chùm tia song song chiếu xuyên góc tới mặt phân cách giữa hai môi trường thì A. Chùm tia bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách. Câu B. Góc khúc xạ R có thể lớn hơn hay nhỏ hơn góc tới Y. Câu C. Góc lệch của tia khúc xạ chỉ phụ thuộc vào chiết xuất N2 của môi trường khúc xạ. Câu D. Góc lệch của tia khúc xạ phụ thuộc vào chiết xuất của môi trường tới và môi trường khúc xạ. Ta thấy khi cho một chùm tia sáng song song chiếu xuyên góc tới mặt phân cách giữa hai môi trường thì xảy ra hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Vì vậy, đáp án A, chùm tia bị gãy khúc khi đi qua mặt phân cách, đúng. Góc khúc xạ có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới Y phụ thuộc vào chiết xuất tỷ đối của hai môi trường, nên đáp án B, đúng. Góc lệch của tia khúc xạ phụ thuộc vào chiết xuất của môi trường tới và môi trường khúc xạ, nên đáp án C sai. Đáp án D, góc lệch của tia khúc xạ phụ thuộc vào chiết xuất của môi trường tới và môi trường khúc xạ, đúng. Vậy câu 3 ta chọn đáp án C. Câu 4. Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, ba đường truyền của ánh sáng như hình vẽ. Tia nào sau đây có thể là tia khúc xạ? IR1, IR2, IR3, IR2 hoặc IR3. Theo định luật phản xạ ánh sáng và khúc xạ ánh sáng, ba tia, tia tới, tia phản xạ và tia khúc xạ nằm trong cùng một mặt phẳng. Tia khúc xạ và tia phản xạ ở bên kia pháp tuyến so với tia tới. Tia phản xạ và tia tới nằm trong cùng một môi trường. Theo phân tích trên, ta thấy lấy mặt phân cách làm chuẩn thì tia tới và tia phản xạ nằm trong cùng một mặt phẳng. Như vậy, IR2, IR3 có thể là tia tới. Kèm theo, tia khúc xạ ở bên kia pháp tuyến so với tia tới. Nếu chọn IR2 là tia tới thì tia khúc xạ không thể là IR1. Vậy tia tới là R3i và tia khúc xạ là IR1, tia phản xạ là IR2. Như vậy, ta chọn đáp án A, IR1 là tia khúc xạ. Dựa vào phân tích như trên, tia phản xạ là tia IR2 và tia tới là tia IR3. Ta sang loại bài toán số 2. Bài toán bóng của vật in lên đáy bề mặt của chất lỏng. Ví dụ 6. Một cái thước được cắm thẳng đứng vào bình nước có đáy phẳng, nằm ngang. Phần thước nhô lên khỏi mặt nước là 4 cm. Chất ở trên có một ngọn đèn. Bóng của thước trên mặt nước dài 4 cm và ở đáy dài 8 cm. Tính chiều sâu của nước trong bình
biết chiết xuất của nước là 4 phần 3, chiết xuất của không khí bằng 1. Các em nhìn vào hình vẽ, có một chiếc thước AB được cắm thẳng đứng vào một bình nước có đáy phẳng nằm ngang. Phần thước nhô lên khỏi mặt nước đoạn AC dài 4 cm. Chất ở trên cao có một ngọn đèn. AB đóng vai trò là vật cản sáng. Vì vậy, AB sẽ tạo thành bóng trên mặt nước và dưới đáy bình. Phần bóng của AB trên mặt nước dài 4 cm là đoạn IC. Bóng của AB dưới đáy bình là đoạn BR dài 8 cm. Như vậy, ta cần tìm chiều sâu của nước trong bình, tức là đoạn IH. Ta thấy rằng tam giác IHR là tam giác vuông tại H. Muốn tìm đoạn IH, ta chỉ cần biết HR và góc khúc xạ R nhỏ. Dựa vào hình vẽ, ta thấy HR bằng 4 cm. Góc tới I bằng 45 độ do tam giác ACI là tam giác vuông cân. Như vậy, tại I ta sử dụng định luật khúc xạ ánh sáng N1 sin I bằng N2 sin R để tìm ra R. Có R và HR, ta có thể tìm được đoạn IH. Cụ thể, ta sẽ giải như sau. Áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng tại điểm I, N1 sin I bằng N2 sin R. Ta thấy N1 bằng 1, I bằng 45 độ, N2 bằng 4 phần 3. Ta giải ra R bằng 32,02 độ. Trong tam giác vuông IHR, ta sử dụng công thức tan R bằng RH chia IH. Thay R bằng 32,02 độ. Thay RH bằng 4 cm. Ta tính ra IH bằng 6,3 cm. Ví dụ 7, một chậu hình chữ nhật ABCD đựng đầy chất lỏng đặt trong không khí. AB bằng 3 cm, AD bằng 6 cm. Mắt nhìn theo phương BD thì thấy trung điểm M của cạnh BC. Hãy tính chiết xuất của chất lỏng. Các em chú ý đến chi tiết. Mắt nhìn theo phương BD thì thấy trung điểm M của cạnh BC. Ta có thể coi tia sáng xuất phát từ mắt dọc theo cạnh BD. Tại điểm tới D, tia sáng bị khúc xạ và tia khúc xạ đi qua M. Vì vậy, mắt không nhìn thấy B
mà nhìn thấy M. Góc tới Y và góc khúc xạ R được biểu diễn như hình. Dựa vào hình vẽ, ta có góc Y bằng góc CDB và góc R bằng góc CDM. Ta có thể tính tan Y bằng CB chia CD, suy ra Y bằng 63,43 độ. Tan R bằng CM chia CD, suy ra R bằng 45 độ. Sử dụng biểu thức của định luật khúc xạ ánh sáng, N tới sin Y bằng N khúc xạ sin R, hay N bằng sin Y chia sin R. Ta giải ra N bằng 1,26. Các em tiếp tục làm bài 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vào vở bài tập. Xin chào tạm biệt các em. Chúc các em có một buổi học thú vị và hiệu quả.